Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa cả nhà, hôm nay con được nhận được 3 quyển kinh truyện tranh kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện của kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thật sự không thể dùng lời lẽ nào để mà nói được hết cái sự hoan hỷ của con khi được nhận bộ tranh này, bộ kinh tranh kinh Địa Tạng này. Khi mình lật ra từng trang kinh, thật sự con vô cùng xúc động vì cái sự tâm huyết của tác giả đã tạo nên bộ kinh này. Những lời trong kinh rất là giống với những gì mà ở trong bộ chuẩn của Ngài Thích Trí Thịnh. Và từng trang kinh hình ảnh rất là đẹp và sống động luôn, không thể nào diễn tả được. Trong này có lời tựa của tác giả, rồi được lời tựa của những nhân viên vẽ tranh Địa Tạng. Rất là khi mà con đọc đến những lời này á, thì con cảm thấy vô cùng xúc động vì cái sự tâm huyết của tác giả và những người mà đã trợ duyên cho bộ kinh này, bộ truyện tranh này đã đến với chúng con. Thật sự là khi mà đọc được bộ kinh này á, thì chúng con có thể quán tưởng được tất cả những... Khi mà lật ra từng trang đầu tiên của kinh thì hình ảnh của Ngài rất là đẹp luôn. Về quyển thượng, đây là quyển thượng nha cả nhà. Nói chung lời lẽ rất là sát với nghĩa kinh luôn, và hình ảnh là vô cùng sống động, rất là đẹp luôn cả nhà ơi, thật sự rất là đẹp. Và khi mình đọc những dòng tinh kinh này á, thì mình quán tưởng đến hình ảnh rất là dễ nhớ luôn đó, đẹp vô cùng luôn cả nhà. Tâm huyết của tác giả và bỏ vào đây thật sự không thể nào mà kể hết luôn. Và rất là đẹp, những hình ảnh vô cùng đẹp luôn đó. Và rất là chân thành cảm ơn kênh Nhân Quả Luân Hồi để mà biên dịch ra tiếng Việt để mà tất cả chúng ta có thể cùng đọc được đó. Và mong là tất cả mọi người sẽ có thể được thỉnh được trọn bộ kinh Địa Tạng này với ba phẩm, đọc thuộc ba phẩm kinh Địa Tạng thì có thỉnh được trọn bộ kinh Địa Tạng truyện tranh này rồi, để có thể mình đọc vừa nhiếp, rất là nhiếp tâm, và hình ảnh quán tưởng rất là thích luôn, và có thể đọc cho con cái của mình nghe rất là thích luôn cả nhà. Cho nên là mọi người hãy mau mau mà học thuộc ba phẩm kinh Địa Tạng để thỉnh được bộ truyện tranh này về nha. Kính chúc mọi người luôn luôn an lành, học kinh được tốt hơn. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh.